rồi, em chọn cho anh 3 cây ạ. Nếu mà nói về là chuẩn đẹp nhất thì là cái cây ở giữa. Đây ạ, gốc của nó đây. Và tán của nó như này. Lá lẩu các thứ rất là đẹp luôn ạ. Cái cây mà nếu mà chọn 2 cặp ấy thì em đang phân vân giữa cặp này và cặp này ạ. Cặp này thì là cái cây nó, cái phần thân đi thì nó hơi hơi là tựa tựa nhau hơn. Thế nhưng mà em vẫn nghiêng về hai cái cặp này hơn. Lá đẹp hơn. Nhưng mà cái cây này nó lại hơi cao hơn một chút. Thực ra như này, cái vấn đề cao mình có thể sửa được ạ. Khi mà anh trồng ấy, anh tâng cái đất của cái cây này lên một chút thì là nó bằng nhau. Tán các hai cây này nó cũng tròn đều đẹp. Còn nếu mà cây này với cây kia thì nó hơi bị, cái cây bên này nó to hơn cây bên kia một chút. Em quay chi tiết cụ thể để anh xem này. Thứ nhất là gốc này. Gốc rất là to. To hơn ngón chân cái nhiều. Thoát được dưới tầm này. Đấy, hơn gang. Đấy. Và hai nữa là cây lá anh thấy đó. Em chọn những cái cây lá nó rất là khỏe, xanh, nhiều búp, nhiều mầm. Đó. Anh Hưng thì để em chuyển chính xác hai cây để cho anh ạ. Các bạn có nhu cầu muốn mua trúc bách hợp ạ, xin vui lòng alo ạ, một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhé. Cảm ơn các bạn.